Xem tử vi tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 vào năm nhâm dần 2022. Đối với tuổi kỷ dậu trong năm 2022 này được dự đoán là khá may mắn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Tài chính hành thông, công việc như ý lại thêm đón được tin vui cưới hỏi, thêm con thêm cháu trong nhà xem tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng năm 2022 là phương pháp dự đoán vận mệnh thông qua việc luận giải sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và sự thay đổi các cung sao trên lá số tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng. Tuổi kỷ dậu năm 2022, Nam Mạng, sanh từ ngày 17 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970. Kỷ dậu năm nay, 54 tuổi, mệnh thổ, cung tốn, cầm tinh, đập lập, chi kê, tức gà độc lập. Sao hạng, sao mộc đức, hạng quỳnh tuyền. Tổng quan vận mệnh tuổi kỷ dậu năm 2022 nam mạng. Quý ông tuổi sinh năm 1969 là người rất thông minh, có tài ứng biến, lại biết nắm bắt thời cơ nên dễ lập nên công danh sự nghiệp. Tuy rằng phúc lớn, mệnh lớn, cuộc sống luôn gặp điều may mắn, ít gặp những tai nạn, hiểm nguy. Nhưng tính tình lại tự kêu, tự khoe khoang nên ít có bạn bè tâm giao, khó làm nên nghiệp lớn. Tử vi trọn đời tuổi kỷ dậu nam mạng cho biết nếu quý ông sinh mùa thuận thì số hưởng an nhàn phú quý. Ngược sinh, nếu sinh không thuận mùa thì trải qua lắm gian truân, phải đến hậu vận mới có được cuộc sống thư thả sung túc. Hiện tại quý ông đã bước sang trung vận tuy cuộc sống đã có phần yên ổn sự nghiệp bắt đầu thăng tiến nhưng vẫn còn phải trải qua sóng gió nếu biết tu tâm dưỡng tính rời xa xa hoa cám dỗ năng hành thiện tích đức thì cuộc sống gia đạo sẽ yên ấm sự nghiệp rộng mở con cháu cũng vì thế mà được nhờ được hưởng phúc phần lớn khái quát tổng quan tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng trong năm 2022 đối với tuổi quý ông kỷ dậu trong năm nhâm dần là một năm khá tốt chủ về may mắn các lợi trong năm 2022 này xét thấy công việc của quý ông có sự đầu tư mở mang thêm tiền bạc nhờ đỏ cũng sinh sôi nảy nở rủng rỉnh đầy kho không chỉ thế, gia đạo Nam Mạng Xanh năm 1969 còn được đón nhận tin vui cưới hỏi thêm con thêm cháu trong nhà. Năm nay quả là một năm song hỷ lâm môn đối với quý ông tuổi kỷ dậu sinh năm 1969. Xem tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng trong năm 2022 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện tài lộc Trên phương diện tài lộc trong năm nay có dấu hiệu tài chính khá là tốt, có sự sinh sôi nảy nở tiền của. Ngoài ra, Nam Mạng Xanh năm 1969 trong năm nay cho biết nếu quý ông có ý định xuất tiền bạc đầu tư vào các dự án làm ăn kinh doanh mới thì nên tiến hành ngay bởi lẽ năm nay trụ về công việc thuận lợi nếu kinh doanh ắt sẽ gặp được nhiều lợi lộc lớn tiền bạc làm một lãi trăm hai luận về phương diện sức khỏe trong năm nay sức khỏe của quý ông kỹ dậu yếu kém dễ ốm đau bệnh tật nếu chẳng may có bị ốm hay có bệnh trong người thì rất lâu mới khỏi được ngoài ra trong năm nay quý ông có hạn về mổ xẻ cẩn thận và chú trọng trong việc kẻo đị tổn thương đến thân thể. 3. Luận về phương diện công việc làm ăn Công danh sự nghiệp của quý ông tuổi kỷ dậu trong năm 2022 có chiều hướng tốt. Năm nay công việc làm ăn kinh doanh khá thuận lợi, gặp nhiều may mắn mua mai bán đắt. Làm một lãi mươi, chính vì thế mà tiền bạc trụng rỉnh, dồi dào. Ngoài ra, nếu quý ông đang có ý định mở rộng kinh doanh hay gia tăng liên kết, hợp tác, làm ăn thì nên mạnh dạn đầu tư, ấp sẽ gặt được may mắn, sự giúp sức của bạn bè trong công việc. 4. Luận về phương diện gia đạo Bước sang năm mới 2022, phương diện gia đạo của quý ông sinh năm 1969 rất tốt đẹp. Năm nay được dự đoán có nhiều chuyện vui đưa tới, gia đạo yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, con cháu hiếu thảo. Đặc biệt trong năm nay gia đình sẽ đón thêm hỷ tính, thêm của, thêm người, thêm cháu. Năm luận về ngoại giao. Xét về phương diện ngoại giao trong năm 2022 của quý ông khá thuận lợi. Thêm nữa khi xuất hành ra ngoài cũng sẽ có nhiều tin vui trong công việc làm ăn đưa tới. Xem vận hạn tuổi kỷ dậu năm 2022 nam mạng theo sao hạn. Luận về thiên can địa chi. Thiên can kỷ thổ gặp năm nhâm thủy bình hòa Năm này được đánh giá là một năm bình thường cả về công việc làm ăn và tài chính, việc kinh doanh không có thay đổi nào lớn, về tiền bạc làm ra cũng chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình. Địa chi, địa chi dậu gặp năm dần là bình hòa. Trong năm công việc làm ăn không mấy khởi sắc, tuy vậy cũng không gặp bất lợi gì. Mọi sự diễn ra bình thường. Về phương diện tài chính thì tiền của làm ra đủ chi tiêu. Luận về tứ trụ Tứ trụ có thiên lợi, địa lợi. Quý ông sinh năm 1969, nếu xuất hành đi làm ăn xa sẽ nhận được nhiều may mắn thuận lợi. Dù có khó khăn thì cũng được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Ngoài ra, trong năm nay, gia đạo cũng sẽ đón nhận hỷ tính thêm người, thêm của hoặc có sự thay đổi về nơi ăn, trốn ở. Tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng năm 2022 luận theo ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh, mạng thổ gặp năm nhâm dần là kim, sinh xuất, xấu. Chủ về một năm hao tốn tiền của và sức khỏe không tốt, Ngũ Hành Cung Phi Tuổi tốn Mộc gặp năm 2022 khôn thổ khắc xuất trung bình Chủ về năm nay Mọi thứ đều tự lập trong công danh sự nghiệp trong năm này, quý ông phải tự thân vận động mà không thể nhờ vả được ai, kể cả những người thân và bạn bè. Ngoài ra cũng cần đề phòng kẻo mất trộm Tử vi tuổi kỷ dậu năm 2022 nam mạng luận về sao hạn, sao chiếu mệnh, sao mộc đức tức mộc tinh, phước tinh. Mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bản buôn vốn một phát mười, gia môn trộn rã, nụ cười ấm no. Dịch nghĩa Năm 2022 được sao mộc đức chiếu mệnh, chủ về những điều tốt lành, đón nhận nhiều tin vui, tốt đẹp và may mắn về nhiều mặt của tình cảm, đặc biệt vào tháng 10, tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên, đối với sao mục đích chiếu mạng cần lưu ý các bệnh liên quan đến đường máu huyết. Vận hạn tử vi kỷ dậu năm 2022 nam mạng. Hạn theo năm hạng quỳnh tuyền tức đại hạn quỳnh tuyền hạng ấy nặng thai dẫu khỏi tai nạn khiến rai ốm đau khuyên ai khẩn nguyện hết lòng cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương giải nghĩa hạng quỳnh tuyền chủ về bệnh tật không nên mưu cầu danh lợi năm 2022, quý ông sinh năm 1969 nên hết sức lưu ý về sức khỏe, dễ gặp bệnh nghiêm trọng, khó qua khỏi. Hạn theo tuổi, hạn hoàng ốc, tam địa sát. Quý ông nếu làm nhà hay sửa nhà, cần đề phòng nhiều việc không may, dễ gặp đau ốm, bệnh tật nặng, khó chữa, tiền tài cũng bị hao tốn nhiều vận niên tuổi kỷ dậu năm 2022, nam mạng. Vận niên kê giáp viên tức gà về vườn tốt. Năm nay là rất tốt đối với quý ông tuổi kỷ dậu. Vận niên này chủ về người thân quan tâm, bao bọc, được cung cấp đầy đủ vật chất. Lá số tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng năm 2022 tại cung tiểu vận có các sao lộc tồn bác sĩ phúc đức kiếp sát lô hòa tuyệt đây là bộ sao chủ về sức khỏe yếu kém cẩn thận giao kéo tổn thương gặp hạn sông nước cầu pha cần hết sức cẩn trọng tại cung xung chiếu có các sao thiếu âm thiên việt cô thần phi liêm tuần lâm quan bộ sao chủ về, hẹn về, xe cộ đi lại dễ xảy ra tai nạn, tinh thần mệt mỏi lắm chuyện buồn phiền. tuy nhiên lại có vận số gặp được quý nhân nên công việc hay tiền bạc đều hành thông suôn sẻ. tại cung nhị hợp có các sao văn tinh, thái tuế, tiểu hào, triệt trang sinh. Bộ sau này chủ về gia đạo có người già đau ốm cần hết sức lưu ý. Ngoài ra mọi việc đều khá tốt, nếu có khó khăn cũng sẽ được anh em, người thân, bạn bè giúp đỡ. Tại cung tam hợp có các sao, thiếu dương, thiên khôi, thiên không, đào hoa, tướng quân, mộc dục, triệt, quốc ấn, nguyệt đức, thiên hỷ, tử phủ, suy, bộ sau này về ổn định trong công việc không nên có sự thay đổi cũng như đầu tư tiền bạc trong kinh doanh làm ăn. Ngoài ra, quý ông tuổi kỷ dậu trong năm 2022 có vận số gặp được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. Kết luận Tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng trong năm 2022 là một năm rất tốt, trong nhà được nhóm được đón được thị tính thêm người thêm của tiền bạc rủng rỉnh dồi dào có lọc đưa tới không chỉ thế trong năm nay quý ông muốn mở mang hay thay đổi công việc thì nên xuất tiền đầu tư sẽ được quý nhân phù trợ mà công việc làm ăn hanh thông thuận lợi buôn mai bán đắt làm một lãi trăm Xem tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng năm 2022 qua các tháng. Vào mùa xuân, tháng 1 âm lịch, tháng đầu xuân, nhưng quý ông lại gặp nhiều chuyện buồn phiền, không vui đến từ gia đình. Tuy nhiên, trong công việc làm ăn lại khá thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ mà gặp nhiều may mắn. Tháng 2 âm lịch, tháng này công việc làm ăn vẫn phát triển tốt, mọi việc đều thuận bườm xuôi gió, tài lộc dồi dào. Thế nhưng quý ông chỉ cần lưu ý giấy tờ pháp lý, dễ đụng phải cửa quan pháp luật. Tháng 3 âm lịch, tháng này vận số của quý ông tuổi kỷ dậu vẫn rất tốt, công việc làm ăn vẫn trên đà phát triển, lại thêm công việc xét thấy có sự mở mang hay đầu tư thêm. Vào mùa hạ tháng 4, Bước vào tháng 4, công việc tiền bạc của quý ông kỹ dậu có sự tiêu pha khá nhiều, cần phải cân đổi lại cẩn thận. Ngoài ra, quý ông sẽ đón nhận được tin vui về nơi ăn trốn ở mới. Tháng 5 Trong tháng này, quý ông cần chú ý công việc trong tháng này không được tốt, chủ yếu là do bị phá hoại, cản trở bởi đối thủ cạnh tranh. Quý ông cần cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo trước mọi dự án làm ăn. Tháng 6, đối với quý ông kỹ dậu trong tháng này không mấy tốt lành, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến sức khỏe suy si yếu, tinh thần không được thoải mái, dễ ốm đau. Vào mùa thu, tháng 7 âm lịch, tháng này được dự đoán là một tháng khá thuận lợi, có tài lộc tiền bạc đưa tới trong công việc làm ăn của quý ông hoặc của con cháu trong gia đình. Tháng 8, tháng 8 được coi là tháng xấu trong năm 2022 đối với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mạng bởi tháng này chủ về bất lợi khó khăn trong mọi chuyện, vì thế quý ông không làm ra những việc quan trọng trong tháng này nhé. Tháng 9 âm lịch Mọi sự trong tháng này đều bình thường, công việc làm ăn có sự mở mang đầu tư vào lĩnh vực hay công việc mới, vì vậy mà tiền bạc phải tiêu tốn không ít. Vào mùa đông tháng 10, bước sang tháng 10, quý ông có phước phần lớn gặp được quý nhân, anh em, bạn bè giúp đỡ mọi chuyện đều gặp các lợi hanh thông thuận lợi. Tháng 11 tháng này cho thấy đây là một tháng không tốt đối với quý ông tuổi Kỷ Dậu bởi trong tháng này gia đạo có chuyện không vui xảy đến, vợ chồng con cái anh em nảy sinh mâu thuẫn hay bất đồng ý kiến mà lời qua tiếng lại làm đi trong nhà thiếu hòa khí. Tháng 12 Tháng kết thúc năm 2022 được dự báo không mấy tốt đối với tuổi Kỷ Dậu của quý ông, chủ về sức khỏe yếu kém, công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, chủ về thua lỗ. Kết luận. Trong năm 2022 đối với tuổi Kỷ Dậu nam mạng sinh năm 1969, các tháng tốt là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Còn các tháng xấu là tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tuổi kỷ dậu nam mạng trong năm 2022 theo tháng sinh. Sinh vào mùa xuân tháng 1. Năm 2022, quý ông sẽ có nhiều cản trở bất lợi trong quá trình làm ăn kinh doanh, tài lộc ít, tiền bạc khó kiếm, sức khỏe không tốt, dễ xảy ra ốm đau, bệnh nặng. Sinh vào tháng 2 Tuổi kỷ dậu nam mạng sinh vào tháng 2 công việc làm ăn của quý ông có nhiều bất lợi, tài chính khó khăn và sức khỏe không được tốt, dễ bị đau ốm. Tháng 3 Sức khỏe không tốt, trong nhà thiếu hòa khí giữa các thành viên. Bên cạnh đó, công việc gặp nhiều bất lợi có chiều hướng đi xuống. Vào mùa hạ tháng 4 Xanh vào tháng 4 Trong năm, có sự đầu tư thêm tiền bạc mở mang, công việc làm ăn, có nhiều tin vui thêm con thêm cháu từ gia đình. Sinh vào tháng 5 Trong tháng 5, đối với tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, gia đình có tin vui hỷ tính đưa tới dễ có thêm con thêm cháu. Ngoài ra, tài chính có thay đổi lớn, có thể đầu tư nhiều tiền của vào làm ăn. Tháng 6, Quý ông sinh vào tháng 6 âm lịch, đón nhiều tin vui đưa tới từ gia đạo và công việc kinh doanh có sự mở mang thêm. Vào mùa thu, sinh vào tháng 7, công việc có nhiều biến động lớn chủ về mọi việc không được như ý. Bên cạnh đó, trong gia đình có chuyện buồn phiền, sức khỏe kém. Sinh vào tháng 8, sức khỏe của quý ông trong năm 2022 yếu kém, dễ đau ốm, gia đạo cũng có nhiều chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra công việc làm ăn có sự tiêu pha hao tán nhiều, cần cân đổi xem xét lại cẩn thận. Tháng 9 Sinh vào tháng 9 âm lịch năm 1969, trong năm 2022 này, tình cảm gia đạo không được thuận thành, có người già đau ốm bệnh nặng, bên cạnh đó sức khỏe của quý ông cũng không tốt là những điều đáng chú ý đối với quý ông sinh vào tháng 9 âm lịch năm 1969. Vào mùa đông, tháng 10 Tình cảm vợ chồng bất hòa, sức khỏe suy si giảm và tài chính khó khăn là những điều mà quý ông sinh vào tháng 10 cần chú ý trong năm nay. Tháng 11, tháng này cho biết quý ông sinh vào tháng 11 âm lịch chủ về tình cảm vợ chồng không tốt, thiếu hòa khí, bên cạnh đó sức khỏe kém, công việc làm ăn tuy có sự mở mang thêm nhưng cũng phát triển theo chiều hướng xấu sanh vào tháng 12, sức khỏe không được tốt, công việc gặp nhiều khó khăn bất lợi khiến tiền bạc hao tán, không ít ra ngoài. Gia đạo cũng xảy ra nhiều chuyện buồn phiền. Tổng kết Đối với tuổi kỷ dậu nam mạng trong năm nhâm dần 2022 là một năm khá tốt, chủ về may mắn các lợi. Trong năm nay xét thấy công việc của quý ông xanh năm 1969 có sự đầu tư mở mang thêm tiền bạc nhờ đó mà sinh sôi nảy nở rủng rỉnh đầy kho. Không chỉ thế gia đạo nam mạng xanh năm 1969 còn đón nhận thêm tin vui cưới hỏi, thêm con thêm cháu trong nhà. Năm nay quả là một năm song hỷ lâm môn đối với quý ông kỹ dậu. Nếu quý ông tuổi kỷ dậu kết hợp làm ăn với hai tuổi sau đây thì sẽ thêm phần thuận lợi hành thông. Đó là tuổi sinh năm 1968 và tuổi sinh năm 1977.